cái nữa, cái dòng nhạc của mình là mình phải tự thân dẫn động, không như dòng nhạc phương Tây. Phương Tây nó có sẵn của tất cả các nước trên thế giới đóng góp vào, muốn giải thọ lại lấy trong sách ra có sẵn, còn mình phải tự làm vào đó. Và cái chuyện này là với cái người mà quản lý cái khoa từ hồi nào tới bây giờ, mỗi năm tổng kết thì thường thường qua có cái một là sáng tác những tác phẩm rồi. Tôi làm dài dài cho cái chuyện này tới suốt đời khỏi cần hỏi nữa, tức là mình phải làm thôi. Thế là mình cứ bình tĩnh là làm, cái ý kiến là rất là nên và bình tĩnh là làm, không có cần cái gì cả, mình sẽ làm. Nhưng tôi xin nhớ nhắc lại cái này, vì thì gì, âm nhạc luôn luôn phát triển, tất cả đều vận động, luôn luôn vận động và phát triển. Và đối với cái người cái những cái nhà âm nhạc học, những cái người nghiên cứu trên thế giới, âm nhạc dân tộc muốn phát triển thì phải đi từ cái gốc của dân tộc ra, làm gì làm, và hoặc là cái sáng tạo mới, hoặc là những cái gì đó, những cái sự cái gì, cái nghiên cứu gì mới từ trong dân tộc ra, chứ không có ai mượn. Bây giờ thầy nói xin nào, xin lỗi, quen dạy quen sự nói rồi. Cái chiếc người sáng tác một số ví dụ như là từ Brelius tới tem phải là cái chủ đề và biến tấu số rác tầm những chiếc cái bộ sẽ không rơi thành trình cho một ông ta nhanh ở cái xem một người nghiên cứu ở một người âm nhạc dân tộc của Đan Mạch, ông nghe và số rác nói anh viết cái bài này được, cái cô học trò anh lắng nghe cũng được, nhưng mà cho anh biết là cái này cả trăm năm nay tụi tôi không chơi nữa, nghe nhức đầu. Thành ra chúng ta cứ bình tĩnh mà sáng tác, nhưng đi từ trong nhân tộc mà ra.